tao hai chồng. Đang đi giao hàng thì hai thanh niên được chú bé mời mua ủng hộ vé số. Nói chuyện một hồi thì biết cháu bán vì đam mê. Theo đó, đang lúc ngồi trên xe chờ qua và để mà đi giao hàng, hai anh tài xế gặp một cháu bé tiến tới chào mời mua vé số ủng hộ. Tuy nhiên, khi được bác tài hỏi hai tờ vé số bao nhiêu tiền, thì cậu bé liền trả lời 20.000. Thế nhưng khi được hỏi tiếp ba tờ thì bao nhiêu tiền, cậu bé liền đáp 45, khiến ai cũng bất ngờ. Sẵn tính cù nhây hay trêu trẻ con, cậu thanh niên lại hỏi tiếp 6 tờ thì bao nhiêu tiền, kết quả lại càng bất ngờ hơn. Đúng là bán vì đam mê, mua càng nhiều giá càng giảm. 2 tờ 20, 4, 3 tờ nhiêu tiền? 3 tờ 45. 3 tờ 45, 6 tờ nhiêu tiền? 6 tờ 35. 6 tờ 35.000. Rẻ vậy? Mẫu ơi, được chục tờ, mua chục tờ nhiêu nè? Mua chục tờ á? Ừ. Thì chục tờ 40 ngàn. Chục tờ 40 ngàn à? Trời ơi, số đã vậy trời. Mẫu ơi, là 6 tờ là 45.000. Rẻ vậy ta? Rồi 1 tờ bán nhiêu tiền? Hả? 1 tờ bán nhiêu? Dạ. 1 tờ bán nhiêu? Thì 1 tờ bán 5 chục. 1 tờ bán 5 chục. Sao mà đỡ được? Hỏi một hồi thao túng tâm lý khiến thằng nhỏ rối trí. Không khéo ổng hỏi mua hết cục thì bao nhiêu tiền, chắc là thằng nhỏ cho luôn khỏi tính tiền. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến dân tình không khỏi bật cười trước tình huống bán vé số có 102. Một vài bình luận được mọi người để lại: mấy thanh niên cố tình thao túng tâm lý thằng nhỏ, tội nghiệp, lần đầu đi khởi nghiệp gặp phải hai thanh niên thế này chắc là phá sản mất thôi. Hỏi cho lắm vào rồi mua cho người ta chưa, tưởng đâu gặp nai tơ hỏi bâng quơ mấy câu, ai dè đụng câu cuối thì té ngửa. Đúng là CEO tương lai, tùy tình huống mà sale giá dụ khách, đến khi cá đã cắn câu thì chốt giá siêu đỉnh. Cảm ơn mọi người đã xem, đừng quên đăng ký kênh Tin Gì Hay để không bỏ lỡ nhiều tin hay mỗi ngày.